Hello, hello, hello quý Bùi nha. Hello Yên, hello, hello anh Nguyễn Đàn nha. Hello, Lê Minh Tiến, hello Batman. Em mi đòn, em mi cuối tuần mấy ông ơi, em mi cuối tuần lận. Em mi cuối tuần mấy ông nha, chứ không phải bây giờ. Hello Thiện nha, hello Giang. Hôm nay không có chen nha anh, hôm nay mạng có vấn đề. Hôm qua bị cúp điện á, hôm qua bị cúp điện xong rồi cái cục anh Tú kêu là cái cục gì, cái cục máy chủ gì đó thì nó bị chập điện, cái bây giờ nó hư luôn rồi. Xong rồi bây giờ á là hở phải hủy hết mấy cái lịch chen, chán thật sự luôn rồi, chơi găng chán chán luôn á, giờ phải ngồi chơi găng no hope. Tôi thì tôi thích gen thôi, kiểu gen thì nó vui hơn. Đánh răng chán lắm phải không, à đánh răng nó thiệt, đánh răng đúng chán luôn á. Tôi thích gen thôi, gen tim kiểu nó nhìn nó kiểu nhìn nó vui hơn á, lúc nào tôi cũng thấy gen tim vui hơn là chơi là hở khi mà mình chơi găng cả, chơi găng không gì hay á. Cây sa với anh em con nào hơn, cây sa ngon hơn nha. Hiện tại cây sa khá là ghê, ai tìm cho nó kiểu ngon quá. Nào là cung phong linh, nào là súng hải tặc, trời ơi toàn là ai tìm của cây sa không mà phù hợp với nó quá nhiều. Hello Huy nha, hello Duy Trương. Quay hàng chơi thì phải chờ ông ơi, phải chờ tới hả vài ngày nữa là có đặt hàng rồi, thì vài ngày nữa có đặt hàng thì tôi mới chơi găng hàng được, chứ tôi muốn chơi găng hàng mà tôi đâu muốn chơi găng Việt đâu. Găng Việt toàn là mấy đứa phá game không à, chơi chán lắm. Chiều anh có coi lời đáp ít đánh cây sao không anh? Đó tôi có coi mà, nhưng mà lời đáp ít đánh cây sao bình thường mà mấy ông, đâu có gì đâu. Cái game đó là Nogogi là điểm nhấn mà, đâu phải là hở Kai'Sa của để biết đâu. Kai'Sa là phụ thôi, thằng Nogogi kìa mới là điểm nhấn của game đó. Đánh game nào cũng ao thằng kia hở mấy chục lính mà lấy luôn luôn là hở luôn luôn là nó gánh team chủ chốt là nó luôn. Chủ chốt là ngu ghi mấy ông à, nó quýnh kiểu ao trình quá, kiểu tớp quýnh ao trình quá ghê luôn á. Làm ly ba kích cho khỏe người hả? Trời ơi, ly ba kích đâu phải muốn là có đâu ông. Ly ba kích ở khó lắm, khó kiếm lắm. Bị gì bữa giờ đau lưng quá ta, bị gì bữa giờ đau lưng quá mấy ông à, ngồi nhiều quá đau lưng thì sao á.
phải đi bẻ xương khớp quá. Chắc phải đi bẻ xương khớp quá mấy ông à, đau lưng quá. Ngồi nhiều quá hay sao á, giờ nó bị đau lưng hoặc là ngồi không thẳng lưng á. Chắc là ngồi không thẳng lưng cái nó bị đau lưng quá. Tập này chắc phải đi massage khỏe rồi. Massage khỏe nha, chứ không có massage mệt nha. Chứ mỏi lưng quá. Chào Khang nha. On lâu chưa mới on nè ơi, mới mở máy, mới mở luôn, mới mở máy lên gì luôn á. Mới mở máy lên gym luôn á mấy ông à. Anh đi gánh lên cao thủ mà anh đi chưa đau lưng sao lại đau, trời ơi anh đi mà gánh tôi lên cao thủ tôi thua mấy ông luôn. Anh đi mà gánh tôi được lên cao thủ hai game đầu, tôi nói thiệt với mấy ông chứ hai game đầu chưa gì hết vô á, thì kêu là hả để tôi phá cho hả cho cái ông này rớt xuống kim cương một lại giữ cửa can kim cương. Tôi nghe đến đó thôi là tôi thấy tôi muốn tắt game luôn rồi. Nhưng mà để coi thử vô game coi thử coi có cho mình thiệt không. Ai về vô vô xong cho mình thiệt luôn mà. Giờ này không trên tim á anh đúng rồi nha ông. Giờ này mạng mẽo hơi ấy một tí. I returned stronger than I left. Chào mấy ông mấy sau nha, chào mấy ông nha.
Make their mistakes. First blood. This skin is and honed by instinct. Been slain. An enemy has been slain. Stay alert. Stay aggressive. I came for the hunt. Stay for the fruit. Hold our ground. Attack them in there. Má gỡ gàng tôi binh lùi rồi là tôi không muốn đai quá đó rồi mà vẫn nó vẫn đánh. Danger is real. Fear is an illusion.
the suit hunts in the manner I choose. Shut down. A good day for a hunt. An ally has been slain. An enemy has been slain. It's fight or flight. Only now I do not run. Sorry. Sorry. Chịu. When I was a child, I was frightened of what lurked in the dark. How silly I was. Now, I call it home. This skin lives on me and hunts with me. Sigh. Sai.
đau lưng khó chịu quá. Gì đây? Gì đây? What the fuck? Oh no. My boy. This world is changing. We decide. My boy. Hello boy. My boy. Nè, 8 giây. Tao cho mày về đó. Đủ hết vậy. Đông đủ hết đồ. Đỡ luôn. Lúc nào cũng đông đủ hết vậy. Needs to feed. It doesn't. Could I be next?
Má à, đủ đam luôn kìa. What the fuck. Đủ đam luôn kìa. Rõ ràng thấy hết đủ mà sao đủ đam được hay vậy ta. Xạo thiệt sự. Rõ ràng là thấy hết độ hết đam mà xin được cái quy 2 cái g 2 xong quy cái quy cái chết. Ác vậy. Từ 1-1, 1-1 xong mới lên 6-1 luôn. Hello 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 Nhật Tân nha. Quá nhẹ nhàng. Victory. 15 cành. Hello gách. Hello tụi nó gách thật sự luôn á trời, không tin được luôn á. Sao Hello có thể gách đến vậy được. Rồi trời, cộng có 15 điểm à. Không biết trừ bao nhiêu đây, nhưng mà hả, thấy cộng có 15 thôi đó. Trừ không biết bao nhiêu á. Thấy Samega cần là huyết kiếm không? Em thấy mấy thằng bên LVL không lên huyết kiếm cho Samega hả? Nói chung là cũng tùy người chơi à. Đứa nào mà giống như là đứa nào mà tự tin á, giống như là ai mà tự tin đi thì có ba thì lên vô cực. Còn đứa nào mà đánh gọi là an toàn mà gây đam vừa đủ, gây đam mà kiểu ok thì lên huyết kiếm thôi. Nói chung là không có được, ông đừng quan tâm đến cái việc mà có huyết kiếm hay không, hay là mình lên huyết co ba mình lên huyết kiếm, hoặc là co hai mình lên súng hai tặc này nọ, tôi thấy mấy cái đó cũng không quan tâm lắm đâu. Quan trọng là mình gây đam như thế nào trong combat thôi. Áo mặc 2 ngày nữa anh hôm qua mới thấy mà. Một áo mặc 2 ngày tại vì tôi chưa lấy cái đồ, tôi chưa lấy đồ giặt, tại vì nhưng mà tôi toàn ở trong đây, tôi toàn ở trong phòng không mà. Tôi toàn ở trong phòng không mà tôi đâu có ra đường đâu nên là cái áo tôi không đến mức gọi là dơ đâu mấy ông à. Áo tôi cũng sạch lắm. Tôi giữ đồ kỹ lắm mấy ông à, mấy ông đừng có nghĩ tôi dơ chứ. Tôi giữ đồ cũng kỹ lắm. Trời ơi, tôi gặp thằng bạn của tôi nữa kìa. Giờ đi tập. Lâu.
Lo. À, mình đang vào Discord rồi à? Trời ơi. Alo, yo. Cái gì đây? À, đánh gì? Đánh gì? À. Mà đánh cái gì đây? Đánh cái gì đây? Đánh cái gì đây? Đánh cái gì đây? Bacon xe đi. Bánh gì? Xe đi, muốn pick trước thì xe đi. Không có pick gì. Nói cái đéo gì nói, không nghe cái gì cả. Nói set, lon. Set cái thread quá à, đúng quá. Mẹ bỏ, ê, chuột. Em thấy Samira ở IBL hầu như không bực được được trong giao tranh là đã chết rồi hả? Thì đó, kiểu đánh hổ báo quá đó, kiểu hổ báo quá đà đó là sẽ dễ bị chết lắm. Hổ báo quá đà là sẽ nói chung là làm sẽ chết khá là cao. Giết con chuột cho dễ. Con chuột tôn đó mày, hồi chiều. Đi rồi. Hồi sáng giờ tao đánh, tao gặp tay mấy thằng tôn thôi mà. Trời. Nha, tôn nó chịu. Tìm gặp Zana đó thôi, nghỉ. Mẹ Zana nghỉ chơi ơi. Biết combo dắt không vậy? Biết. Thì gặp Zana có mẹ biết. Đâu. Gặp Zana bình thường mà. Gặp Zana thì hả? Quy vô đầu nó. Rồi đánh thường vô lính, còn thôi hả? Lát lên quy vô đầu thằng AD. Không thì cứ quy vô lính. Ủa quy vô lính. Cho mình quy vô đầu thì cũng được. Ê mẹ. Ủa quy vô lính xong mày quýnh vô đầu nó được không ta? Được phải không? Được. Ờ. Lính đấm mặt nó. Ừ đúng rồi, xong mày nhảy kế bên. Bạn bảng gì đây? Bạn CC không có. Hợp lý rồi. Lấy 5% đây. Trời. Lên một nhảy giết được nó. Gì chứ cơ bản mà. Được. Để nhảy chúng giết nhá. Nhảy chúng thì cũng chỉ là lấy spell thôi. À không, này nó có bây giờ nó có cái đại bác đó, súng hai tặc của nó bây giờ dâm lắm. Kích hoạt với cái nội tại khó chịu nha, nhưng mà khó đi lên khó lắm mày ơi, đi lên khó xanh phải lồn. Đi lên gặp mấy thằng yếu đánh còn được, chứ đi lên gặp mấy thằng nào hánh hay đồ mà nó quýnh cho thúi đầu luôn á. Chúc anh già một mùa giải mới thành công. Cảm ơn Kiệt Giang nha. Lý thuyết hay đó, không có đâu phải không? Cái đó là thực tế luôn rồi, cái đó gọi là thực tế luôn chứ không phải gọi là lý thuyết nữa. Cái đó là kiểu là thực tế rồi mấy ông mà. Ông đánh dắt thì nó chỉ có như vậy thôi. Lý thuyết là thế. Mà thực hành được không thì tôi sẽ cho anh em thấy là ăn, tôi đã làm được. Nói chung á là ăn thua thằng support nó biết chơi không thôi, nhưng mà thằng support slay này thôi no hope rồi. Đứa mẹ gì á, test tướng nó đánh con bò tới lui chừng hả 100 game 200 game mà nó còn đánh tới lui mà nó còn combo hụt nữa mà. Ờ ha má, phải chia game này mình đánh support đi để nó đánh AD, để mình dạy cho nó đánh con bò để cho nó nhục mấy mặt nó ra. Má người ta má. Người ta combo xong rồi người ta hở lát combo tùm lum tùm la đủ thứ kiểu luôn, không bao giờ bị mít luôn á. Ghê vậy. Má bò FPE tao mới thấy bị mít nè. Má nó combo tại chỗ. Tao chơi bò tao chơi bò ít nhưng mà lâu lâu tao vô tao chọt vô game tao chưa bao giờ bị mít combo luôn á. Đi bộ ra hết lát rồi xài lát combo tao làm được hết luôn á. Hai thằng chơi chung mới chơi chung mà cãi nhau ghê vậy. Làm gì có cãi nhau mấy ông. Cãi nhau là một cái tốt mà, đâu phải là xấu đâu. Chừng nào hai thằng mà chơi game gọi là hở im lặng mới gọi là cái xấu đó.
Hai thằng mày chơi game mà giống như là mạnh nào nó chơi im lặng mới là xấu. Còn chơi game mà gọi là nói chuyện qua lại rồi cãi nhau là chuyện bình thường. Không có thằng nào mà chơi game mà hở không cãi nhau đâu. Animation của gì là sao? Sao có ngắt animation nữa anh em? Đừng ngắt cái gì đâu. Mày bỏ con Samiga này đi. Tại yếu khuyên mày thôi, vào giải. Vào giải mày bích. Giải mày bích đéo thua, tao làm con mày ghê vậy. Thì thua thì thôi, có gì đâu. Thua thì do mình đánh ngu thôi. Chứ đâu phải là thua là do là hở gì đâu. Đánh ngu thì thua thôi. Đánh ngu thì đánh con nào bích con nào chả thua. Nếu mà đã đánh ngu rồi thì con nào cũng vậy mà. Này tốn nhiều máu hết. Ê ha ha ha. Chuẩn đi. Ờ hai thằng đi. Ê nó bút nhầm thôi á. Lá lộ. Ấy kẻ sức luôn, 10 giây. Ê ha, bắn sai vậy. Ờ đẹp rồi. Kê nè. Có e nè. Nhảy thẳng mặt luôn cũng được nè. Ok. Không mình lên hai. Thấy con này nè. Ôi đủ máy bắn đéo tới mày. Lát quy không? Lát quy không? Bắn lên hai cho. Nè tao bắn này lên hai. Con này nè. Đó. Đấy. Bỏ nha. 5 giây. Okay, đẩy vào đài luôn không? Đẩy luôn. Đập luôn. Từ từ. Sắp có e nè. Nó nâng quy e. Nè. Rồi chuột đi. Bắn vào luôn. Ê, đừng bắn nữa. Ê. Tao bắn vào trước à? Ừ đúng rồi, tao bắn vào trước. Không phải bắn, tao có bắn lính trước đâu. Ok, vậy luôn. Đúng rồi, nó phải bắn phân bào trước, đúng rồi. Mua máu anh em ơi. Nói chung mà quen chừng à, nói chung á là tùy. Nói chung là ông đừng nhìn giải đấu LBL rồi ông suy ra là VCS cũng vậy, không có đâu ông à. LBL với VCS nó khác nhau lắm. Ok đấy thôi. LBL là toàn là mấy thằng tay to. Mấy thằng tay to nó khác. Còn VCS là kiểu trung bình thôi à. Kiểu trung bình với bên đó. Kiểu Nếu mà nói đúng luôn á là tầm yếu so với bên gọi là ở bên LBL luôn, tôi nói thiệt. LBL đánh tởm lắm. Toàn mấy thằng tay to mà. Làm sao mà mình, kiểu mà mình là so sánh ở bên đó bên này nó như nhau được. Rồi anh em ơi. Ở đây nó không thấy này. Ăn luôn mẹ. Ấy. Nó không thấy vẫn nó vẫn chơi được. À, tha đây. Ui Yana bao nhiêu giây ta? 15, 16. Mẹ nó bằng cái này. Nó bằng E tao rồi. À, vậy thôi đừng mắt E, đừng mắt E lên đồ cooldown là xong luôn rồi mà. Con này lúc nào chẳng mắt E rồi. Ừ. Thì đứng mắt E xong rồi lên đồ cooldown là E của mày trước quy của nó mà. Ở quýnh thường. Vô luôn. Còn thiếu rốt này. Chạy. Thôi lấy hết lát rồi không sao đâu. Hai giây có quy. Chơi mày luôn đấy. Này nó đứng áp cài, có e này. Tại sao bắn? Sụp lát luôn rồi. Sợ tao mới lát nó, lát bằng tao. Sao tự nhiên ban người ta vậy Quang Minh ơi? Để nấp đi. À, giờ mình xuống đây nữa. Rồi, tan bày. À. Lên. Mẹ mày ơi. Ôi. Sao thế khó nhỉ? Trời chết mẹ nó luôn. Họ báo hay quá đà mày.
Bỏ đi đồ lỗ hôm rồi đi mày. Nó lao quá, đụ má nó lao quá, lao má nó dám lao với tao. Cái chơi nó lão, chém đụ má lao mà nó lời nó xuống. Nó lao qua chặt cái đầu nó luôn má, nãy cái qua kia vừa quy trụ quy chúng nó đẹp rồi. Nói chữa bậy em ơi, cứ chơi đi, ok anh. Má nó lao à, chặt mà. Lấy cái đầu, thôi, chặt cái đầu của nó. Nè nè nè, slay slay slay. Đó tím cho. Xuống luôn. Mày phá mắt đi. Nè nè nè. Có chuột. Không tới mày, không tới mày. Quy không? Tao lia lính cho mày quy nè, tao lia lính cho mày quy. Kiếm có góc quy cho. Bẹt lính rồi mày. Hitbox gần to quá, không to quá. 5 giây, 2 giây. Phá mắt mình kìa, phá mắt mình kìa. Gì? Phá mắt tao hả mày? Rồi, vô góc đi. Vô. Qua luôn, lứng qua luôn. Ừ, đó, à, rồi. Khỏi, khỏi cho nó hit level thôi. Khỏi cho nó hit level luôn được nữa. Là luôn chứ chứ lại à. Ấy, mẹ tắt lửa là ăn kia. Chứ lại à. Mất con xe cửa tôi hay quá tắt lửa. 20 giây có thể tải. Hầm có gần. À, chắc chắn rồi. Sao có thể láo như vậy được. À đây có lát đấy, sớm hết rồi. Má quỳ này mất. Không, mấy không, mấy không, mấy không. Má không có gần luôn đó chưa. Có rồi, máu đâu rồi. À, máu mình đánh mình phá mà. Đây một con 6 này. Mà này 6 thì mình đang theo một nhóm kiếm tiền cơm gạo. 10 giây cơ quét. Gì vậy Hunter, Hunter cho tôi đọc hết cái đó Hunter. Tôi là người sống lương thiện, tôi là người sống hiền lành mà, không phải để tôi đọc hết chứ. Đừng ban hơn thôi. Cảm ơn Văn Điền nha. Cảm ơn Văn nha. À, nó sao lần. Lẫm luôn. Có đội tài nha, có đội tài nha. Lẫm đi. Điền rồi, nó điên. Ây à, không được acid à? Được assassin à? Rất kim cương đâu, gặp thôi anh em ơi. Gặp thôi. Gì mày, tao cao thủ rồi nha. Celeb cao thủ, anh em lại hỏi cướp lên cơm mà sao anh em tưởng Celeb mất cao thủ à? Hello mạnh anh em, anh em. Hello. Đâu có mấy ông, vô solo quy gặp thôi, vô solo gặp á, chứ không có đua được. Trời ơi. Trời ơi, team tụi nó đánh. Tim tụi nó đánh như vậy đó. Đôi thân à. Hỏi sao? Bén. Ai hết quất rồi. Thằng con, chú bơ, lụm đi, lụm hết luôn đi. Tao có tiền mà, lụm đi. Hạ cái tôi xuống. Chết đó. Chết ra. Cho tao ra. Ui. Được. Nhịp nhàng thế nhở. Hạ cái tôi xuống. Hạ đây lát. Nhập rồi. Hạ cái tôi xuống nè. Hạ cái tôi xuống này. Thằng này nè. Thằng này nè. Nhảy luôn nè. Á, nó vẫn nhảy được người tao mẹ. Lôn xám hết.
Lên luôn. Lên luôn. Á à, sao nó rất là xa vậy? Dâu Huy á, Dâu Huy ra phải lên điệu ăn để biết chơi rồi anh em ơi. Dâu Huy à. Tôi toàn tổng cùng team với mấy thằng là không biết chơi Dâu Huy thôi. Khóc thật nhiều, nước mắt đổ cúng thật nhiều. Hay xuống bao nhiêu mình giết bấy nhiêu anh ạ, xuống bao nhiêu không? Tụi nó xuống bao nhiêu thì mình giết bấy nhiêu thôi. Tôi ngồi đây, ngồi đây mình tôi ngồi đây. Trời ơi, ngồi mất chuyện tao rồi. Không chồng hàng đêm người ta khi không còn ai nói cười. Trời ơi, chết luôn anh em ạ. Bên đang nhầm mà đúc rồi anh em ạ. Phải đang quy thế nhở? Trời ơi, nó nhảy đâu đấy? Đang ăn lính. À. Chết mẹ chưa? Thì ra tao là phải chết á, chứ tao đâu chết được. Không chạy được. Đây đây đây. Ông chùm nhẹ múa. Còn rồi. Quất kìa. À đi ra. À đi ở phía. Chết biết rồi. Hay quá. Ủa sao tôi yếu vậy mày? Ở sao người ra đủ mà nó chém thường tôi cũng chết luôn kìa. Năm tách chém chết luôn đéo tin. Má năm tách chém vậy? Thường chết luôn. Đéo yếu vậy. Lại cái vật. Hãy tôi xuống. Năm tắc nó chém thường chết luôn, nó không cần xài chiêu luôn á trời. Ken mạnh mà, tụi nó toàn đồ đam mà. Không không, mà Ken bình thường, Ken quả đó nó chưa biến nộ mà. Thằng Ira kìa, Ira nó chém thường tao hả 700-800 máu, nó chém thường không luôn á. IZ nó chém thường nó chết đúng rồi. Chém tao, ra máu. Tới rồi nè. Mày mày cầm mày mạnh à? Mạnh với Celeste rồi chứ sao mạnh với tao được? Lát luôn. Ê. Trời, nó bắn tao kìa. Chạy bên này. Tôi lại, tôi ra đây. Hết máu rồi. Má gì được. Ủa bắn nhiều quá. Trời ơi, tưởng có quy, bấm quy hoài. Má. Quy đâu vậy? Bị kỹ sức rồi. Đây. Được à? Ừ, bị kỹ sức làm cho nó làm chậm cho cái nhịp nó chậm cái nhịp giết rồi. Tôi tưởng có quy mới tôi. Đây bây giờ tôi sẽ game này đang xanh đi, thì bây giờ tôi sẽ lên vô cực. Vô cực thì hả gặp như kiểu Ira nó hơi mạnh tí, nó cũng hơi khó tôi. Cái nó pet nha, nó pet. Pet hơi ghê đấy. Con Ken hơi mạnh đấy, hồi nãy năng tao 1000 tiền á. Chưa phải mua đồ nữa đấy. Ở đâu? Tao phải mua hỏa ngọc. Sao nó lên đồ, nếu lên đồ đam rồi à? Kệ đó, động đó, động đây, mục tiêu đây, tiêu. Để quăng game xíu, nó búng cho nó game nó căng thẳng, búng cho nó hay,
Quýnh game gì một màu quá, coi kiểu nó cũng hơi chán á. Để gán quằn quằn tí đi. Đấy này nè, bóng bên này. Chắc có rờ. Hai đứa quen. Phải lồn. É nằm thằng mọi người ơi. Kệ nó vô không cản được. Hôm qua cũng vậy rồi, thua không sao, thua cũng được mà, thua thì kiểu mình gì hơn thôi, chứ kiểu chứ kiểu trong răng mà quýnh kiểu nhạt nhạt đánh chán lắm không mà. Chơi là phải quậy quọ chơi mới vui. Rồi, về. Chơi là phải hả quẩy mới vui vui. Kiểu quýnh cẩn thận quá con chán lắm. Rồi đó anh em ơi. Nào không được. chuẩn bị ra ra nè. À làm gì? Một giây. Mày đang rét đi, rét nó đi, rét nó đi, rét nó đi. Rét nó ra đâu. Rét nó nè. Phải lồ. Chạy game ơi. Thấy không được rồi đó. Bắt đầu thấy không được rồi đó, con game nó hơi mạnh rồi đó. Con Ken nó hơi mạnh rồi đó. Mạnh vãi cả đái. Con Ken nó hơi mạnh rồi. Nếu cả được đâu. Không tin được cái lớp lá trắng 350 máu làm cái mất tiêu luôn. Ừ. 350 máu luôn á. Mà nó làm cái mất tiêu luôn á. Không được đó. Này. À, dám chơi nữa. Nội. Thầy quá anh em ơi. Là kèo. Đi đi kèo support nữa. Rồi. Vừa về đủ rồi đó. Vừa về đủ rồi. Đặt. Ủa, gờ đâu? Không gờ. Gờ không gờ? Không gờ luôn à. Trời ơi. Giờ bây giờ à? Hạt ghê đục má nó quăng ghê lắm anh em. Thôi vui rồi à, sạch vừa đủ rồi. Ông Baron nè đi à, 15 giây. Má hạt đạp rồi Baron. Ông mới dày mà. Vô. Đánh thơ không? Hơi quá rồi đó. Giờ đến lúc end thôi. Nhớ nhìn đi Ken nha. Tao game này thôi, Ken hơi ấy á. Làm tao nhiều chết đó. Ok đi. Kiếm Ken trời. Kiếm Ken đi. Chạy cho R đó cho. Ừ. Nhảy nó không được đâu. Giờ canh nhịp mà hở lát G hẳn mặt luôn đi. Ê, lát G cho nó chết đi. Nice.
vỏ dầu đấy. Đẩy luôn đi. Đồng ăn sao không được chơi đơn chiến thuần chiến luôn chơi nhau nhau. Ê. Đó. À. Ok. Má đạp cái e vậy. Sao nó đạp, nó đạp cái đạp ba luôn vậy ta? Cái e là cái g của Janna đó. Má nó tùn ba. Vô e hết quy ba. Trời ơi. Đứng chậm chậm vô. Quá đã. Chú bờ. Đúng rồi, cái này phải tô đen. Nó lại giáp tiếp quá trời. Đây là đây tạm cái lời thề đây. Làm tạm cái hời lời thề anh em ơi. Đúng rồi, can chun photo. Tô đen đi, tô đen thì can chun ai anh em ơi. Ai vô. Sao lên đủ vậy trời, nó vừa lên lưu đình rồi. Lưu định nó còn lên thêm cái động cơ nữa, động cơ vũ trụ nữa. Hai cái nó có tích, nó điện hai cái tốc độ chạy cũng ghê. Đạp hai. Rồi rồi rồi, nó chết rồi, nó chết rồi, thằng đó nó chết rồi. Tập đó. Em chết. Má nó làm nhẹ đâu. Nó làm nhẹ đâu cái mất cái nỏ luôn mày. Ừ. Mới 14 mà. Chưa chị làm nhẹ cái mất cái nỏ luôn. Đứng né nép vào đây nè. Cạnh nhảy nha. Tao gọc kêu sợ. Nhảy cái bờ luôn được. Hai giây của em này. À. Đúng không? Chạy đi. Mày tiếp mày đổ mày má. Xì lay xì lay. Lay đổ má chơi mình chết rồi để nó sống. Mình xì lay nó ẩu rồi. Má chó sẽ lấy chơi mình. Nhảy vô cào nó. Một cái bình thường là chết rồi. Ừ mới vậy chứ. Ôi trời ơi, cái nó làm gì vậy? Làm vậy đi. Hại à. Cancel giảm một nửa đúng không? Nó làm gì trời. E 8 giây cả nửa là 4 giây à? Ok mấy. Để thư ký của tôi chỉ cho em cách thả pèo nhé. Adelat, Adelat. tao lát này. Đây, lát trời. Đây đón nè. Không lát nè. Này, nó lò mặt ra cho. Rồi, không biết thôi. Đang đứng không hiểu sao chết được mà. Vậy á,
Về đây, về đây. Baron lại Baron Lào. Nó lên đồ vậy nè, cho tụi nó ở, cho tụi nó giết. Lên đồ kiểu bây giờ vậy nè, rồi giết cái đi. Cái khiên băng Randu này lên từ cái gì vậy trời? Giáp nè, cái ngục nè. Ok, đừng để chết, đang còn 4 á. Làm dòng đây, làm cái dòng đây. Có đây. Có mũ này. Để vợ yêu. Để vợ yêu nha. Ra luôn, lọc ra luôn. Lát còn lọc ra nhá. Ôi. Mày lấy chiêu cản tao hay mày lấy chiêu gì cản? Lép. E là phía sau bị cản rồi trời. Hạ cái tôi xuống chứ mấy ông. Tôi hạ cái tôi xuống đó. Tôi quăng game nhiều quá. Tôi quăng game quá, làm cái em nó ăn quá trời tiền luôn nên tôi phải nên tôi phải lên đầu thủ lại, chứ tôi cũng đâu muốn lên đầu thủ đâu, tôi cũng đâu muốn lên giáp gai đâu. Tại tôi quăng game kiểu cho nó chơi game cho nó vui vui một tí. Nên tôi quăng ra, nên tôi quăng ra cho nó kiểu cho game nó lâu lâu chơi cho nó vui mà. Chứ chơi game mà kiểu như vậy nó nhạt lắm. Chơi boss nó chết hoài luôn. Tôi nói mấy ông thấy không, tôi nói rồi, kiểu gan việc nó cứ như nào á. Chơi game kiểu chán chán làm sao á. Boss gì đâu mà bích tướng chuột danh na rồi không biết sao đánh luôn á. Tờ quýt này lên móc hay cung hả? AD bây giờ tàn lên cung không nhau. AD bây giờ là hầu như là lên cung hết nha. Lên cung thì khá là ngon. Lên cung kiểu nó cơ động rồi mấy cái chiêu kia, mấy cái chiêu thức mà gọi là khó né thì lấy cái cung ra né cũng được.
khi nào A cấp hả? Tôi cũng không biết ở đây nè, nói chung là tôi cũng như mấy ông, tôi nói thiệt với mấy ông luôn, tôi cũng như mấy ông luôn vậy đó. Bây giờ tôi chỉ chờ ngân hàng để tôi để cấp A cấp ngân hàng không, tôi qua ngân hàng tôi đánh thôi chứ tôi đâu có muốn đánh cái quân Việt đâu. Quân Việt tôi nói thiệt mấy ông, chứ quân Việt nó bích tướng tào lao lắm mấy ông à. Tướng nó đã ra trình hình như vậy rồi, xong cái nó bích thích chơi quân Việt, nó bích nó. Rồi ví dụ như Su Su gặp mấy thằng Boy Cham, Janna, Boy Cham, Yumi, Boy Cham Nami vô nó bích tướng, trời nó đánh. Nó đánh nhìn mà đúng buồn ngủ luôn á. Kiểu đánh chán lắm. AD nào bây giờ còn lên được 3 tắc hả? Hầu như là 3 tắc là sẵn sàng tấn công đúng không? Nếu mà 3 tắc sẵn sàng tấn công á thì hình như là chỉ có được mỗi con Vayne, mỗi con Vayne là đánh được 3 tắc đó thôi. Nhưng mà Vayne bây giờ làm sao mà đánh nổi. Vayne bây giờ khó chơi lắm. Vayne bây giờ kiểu AD bây giờ toàn là những con tướng mà gọi là hở mạnh, toàn là mạnh mạnh đầu game. Để gọi là để trụ đầu game rồi đánh kiểu tới late game rồi tạo đột biến này nọ nhiều. Còn như kiểu mà Vayne mà đem vô đánh giải thì thôi, chứ nó đánh Kai'Sa hay là mấy con gì cái quýnh thở oxy luôn á, chỉ có thở oxy thôi chứ không bao giờ win luôn. Đúng rồi, còn quên nữa, tôi quên nó là còn Lucian đó nha. Lucian là ba sẵn sàng tấn công đó, tôi nói thiếu á, lâu quá không đánh AD cái tôi nói thiếu á mấy ông mà. Để tí mấy ông ơi, tôi nghe điện thoại mẹ tôi cái. Nghe mà. Chú bà
Yika này phải Yika thiệt không anh? Phải nha, này là Yika thiệt đó mấy không? Nó đó, chính nó. Gika bị kích nữa, anh không có Gika này, nó không muốn chơi game nữa mấy ông, mà chứ không phải là nó bị kích. Nói chung là nó buồn, nó không muốn chơi game nữa. Rồi nó out thôi, chứ nó không có bị kích nha. Cậu nó chuẩn bị lụm cái đầu đó nè. Đó làm gì trời?
Trời ơi, đứng đó làm gì vậy? What the fuck luôn á. Sao vậy? Vô nè mấy bro. Vô nè mấy bro ơi. Ơ? Ơ? Eo trụ luôn. Má, tôi tính đẩy lẹ. Tôi tính đẩy thiệt là lẹ. Tôi tính đẩy thiệt là lạ, không cần gọi là ăn lính luôn để vô đây trụ, nhưng mà nó làm cái gì đây nè, nó làm cái gì đâu đây nè, nó đứng nó áp ca xong mới quay qua quay lại xong mới đứng mới nhìn nó. Xong rồi giờ xong rồi eo trụ luôn. Ghê thiệt, eo trụ luôn chứ, lần đầu tiên trên đời luôn á trời. Hai. Hai. Nice. Gì đây? Ao 2 level luôn ghê vậy. Sao bị gì hao qua 2 ao 2 level dữ vậy? Yeah.
Điệt má, tôi đéo tin được luôn á. Con mẹ nó chứ. Chùm đi ghe, chùm con gái mẹ này cái gì vậy? Xong giữa telemit. Khác gì mấy thằng đừng đâu. Chúng hỏi chơi game khác gì mấy thằng đừng không? Nó tà lè sức bó, nó giết ba, nó không chịu. Thằng ngu. Thằng đừng. Mày chấm cái mẹ mày luôn. Lên đây chỉ muốn nói là test ngu vờ lờ. Cảm ơn ông nha. Cảm ơn ông nào mấy đứa này nha. Là sao ông chửi ai vậy? Chửi ai nữa vậy? À test à. Game thủ chuyên nghiệp như cái thằng trẻ ganh. Trời ơi, thêm cái thằng đầu bùi đâu ra nó vậy? Năm bùi gì vậy? Năm bùi gì? Năm bùi game thủ không được trái châu hả? Năm bùi cái con người mà, con người mà thông cảm, thông cảm nha. Cái tính trẻ châu từ lâu rồi. Xin lỗi, thông cảm nha Nam Bùi. Trẻ trâu từ lâu rồi. Trẻ trâu từ lúc mà gọi là từ lúc mà tôi mới đánh chuyên nghiệp là tôi đã trẻ trâu từ lâu rồi. Thông cảm nha. Chứ không phải tôi mới đây tôi mới trẻ trâu đâu. Quạo thì sự quạo à. Thấy mấy này chơi game chán gì chứ. À. Shit my team bro. Chán thật sự luôn. À lúc tôi nhớ lúc chưa tôi chơi game đâu có bị nhiều thằng như vậy đâu ta. Sao tự nhiên giờ tự nhiên nhiều thằng dữ vậy nè.
Má tôi nhớ lúc chưa chơi game hả? Chơi game đúng kiểu yên lành luôn á, kiểu yên tĩnh lắm luôn á. Tôi chơi với Annie kiểu yên tĩnh vãi đái luôn á. Sao giờ tự nhiên chơi game mày gặp toàn mấy thằng gì đâu không mà chơi game đúng chán luôn á. Sao y lại nói thế? Ai cũng biết ông từ ngày xưa đã luôn là một trong những ADC hàng đầu châu Á mà kỹ năng cao đánh còn chắc nữa. Cảm ơn những cống hiến của ông cho VCS nhé Slader. Cảm ơn anh em nha. Má chán dễ sợ. Lúc chưa tôi chơi game đúng kiểu yên tĩnh luôn á, không có thằng nào phá game luôn á, chỉ có mỗi tôi phá bản thân tôi thôi á. Sao giờ sao tự nhiên giờ nhiều thằng quá vậy nè. Chị anh này lại chả vui không? Ý đang nói là vui theo cái kiểu mà vui theo cái kiểu mà không gặp mấy thằng phá game, chứ tôi không phải nói đây là chơi chung vui. Ý đang nói đây là không gặp mấy thằng phá game á. Sao giờ tại mấy thằng này hình như cái này không phải là phá game nữa, cái này gọi là ngu luôn chứ đừng nói là phá game. Kiểu phá game thì nó cũng hơi ấy. Cái này phải gọi là ngu. Má, nãy tôi thấy thằng này đánh vô y cũng được lắm mà sao giờ đánh kỳ vậy trời trời. Nãy đánh vô y đúng độ đúng ổn luôn á. Giờ nó qua đánh con tướng khác rồi như đánh vậy hả? Gì đây? Có hai. Xin phép Select chơi chẵn lẻ Momo qua mã giao dịch tại csanlemomo.com nhé. Oh shit. Oh shit. Ủa, hai boy luôn. Baby boy, baby girl. Baby boy, baby girl, baby boy. Trời. Đã nghèo gặp cái eo nữa. Anh Celeb nhớ em không, hôm trước em tiếp anh ở cửa phòng sông hơi massage quốc tế ấy, rảnh lại qua nhé anh. Cảm ơn ông nha, cảm ơn massage Sài Gòn nha, ok, rảnh sẽ ghé qua nha.
Hôm nào cũng đang rảnh, cũng đang mệt mỏi nè, cũng đang mệt mỏi lắm nè, cũng đang gọi là hở đau lưng, cũng đang đau lưng lắm. Thôi thì để chim xong rồi ghé qua luôn nha. Trời ơi, không được lụm cái tiền túi bơ. Má lấy cái đầu xích đao đó là chú bơ rồi. Đam cho nó nhiều quá. Thầy ba kim cương ba rồi. Nhưng mà tôi lên lại cao thủ rồi. Đánh vậy sao vô AD, vô VCS đánh được, không sao, vô VCS hả, bị người ta hành thôi, đâu có gì đâu. Trời đúng má nó đánh cái trời 08. Vừa nhẹ rớt cái đầu. Mọi người qua nô nô nha, mọi người qua nô nô nha.
Cảm ơn mọi người nhiều. Giờ anh đâu nô nha mấy ông.